Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi Tuất. Đây là video clip mình làm về tử vi của tháng Đinh Tỵ, tháng 4 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 cho tất cả những người tuổi Tuất. Có thể nói là những người tuổi Tuất trải qua một cái tháng Bính Thìn, tức là tháng 3 âm lịch, đầy những khó khăn và bất trắc. Vì sao? Vì tháng đó là tháng gọi là tháng lục xung ha, Thìn Tuất là lục xung, và rất là nhiều điều mà căng thẳng, và nhất là các em tuổi Nhâm Tuất. Thì thật sự là có quá nhiều điều mà để cảm thấy là không có suôn sẻ trong cuộc sống, thậm chí là gia đạo, mọi thứ. Thì với cái tháng tư này thì không còn cái phần lục xung ở phần địa chi nữa. Thì để xét xem coi thì tất cả những người tuổi Tuất, ai là những người may mắn và ai là những người không tốt lành. Hy vọng những cái thông tin mà mình tổng hợp được từ cái tử vi, từ sách vở của người xưa để lại, giúp ích được cho mọi người ở trong cái tuổi, cái năm mà có thể nói là tam tai năm nặng, và cũng là năm tuổi của những người tuổi Tuất, để mà biết được cái ngắn hạn cái tử vi mình nó may mắn hay là nó xấu, để mình phòng ngừa một cách mà nó gọi là ổn thỏa nhất, tốt đẹp nhất ha. Rồi, đầu tiên hết thì phải nói đến những người tuổi Mậu Tuất. Tại sao? Vì năm nay là năm Mậu Tuất luôn. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 ha, có mệnh là Bình Địa Mộc, gỗ ở Đồng Bằng ha. Nam thì cung Càn hành Kim, mà nữ thì cung Ly hành Hỏa. Như vậy là những cái người này thì gặp cả năm tuổi mà năm luôn cả năm thiên can và địa chi luôn, thì nó sẽ có được lợi ở phần bổ mạng. Tuy nhiên người ta nói mà một cái dòng mà 60 ha, mình mà chết trước năm 60 thì người ta kêu là hướng dương, mà xong năm 60 thì người ta kêu là hướng thọ. Người ta kêu là nếu như người xưa thì đây là đại thọ, và đại thọ thì chịu sự chi phối ảnh hưởng của cái sự gọi là chung tiền chung vận, nó bớt đi, cho nên nó cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn. Thì xét có cái tháng Bính Thìn, cái tháng Đinh Tỵ đối với người tuổi Mậu Tuất thì nó như sau. Thì mạng là các anh các chị thì là mạng mộc, đúng không? Gặp tháng Đinh Tỵ của năm Mậu Tuất này là tháng Thổ, cho nên là bản mệnh khắc tháng, cần phòng bệnh nạn, bổn mạng khó khăn, có một chút khó khăn trong bổn mạng, rất là dễ bệnh hoạn, nhất là các anh nam. Tự nhiên tại sao? Tại vì các anh nam mới dính sao kế đô. Người ta nói kế đô không xô cũng ngã. Cái năm này là rất là nhiều người dễ bị vong mạng vì dướng nó kế đô, mà gặp năm tuổi vừa bị thiên can và địa chi là đồng hàng. Tuy nhiên nó là năm mà gọi là năm lặp lại của một cái dòng chu kỳ 60 năm, thì nó sẽ có những cái khó khăn rất là nguy nan về bổ mạng. Gặp tháng mà tháng khắc bổ mạng mình khắc tháng thì nó cũng còn đỡ đi, nếu mà tháng khắc bổ mạng thì đó là vấn đề phải cần cẩn thận. Cho nên là các anh nam dưỡng sao kế đô thì các anh phải cần cẩn thận nhiều hơn. Các chị nữ thì có sao thái âm thì nó cũng không có lo đến nỗi nào. Thiên can á, mậu với đinh á, thì xét về mặt tử vi á, tức là nó không có hình hại, không có tương khắc gì nhau cả. Tuy nhiên xét về nạp âm ngũ hành, mậu thì thuộc hành thổ mà đinh thì thuộc hành hỏa, như vậy là thiên can có thể nói về mặt nạp âm ngũ hành là được tương sinh mộc hỏa, nằm ở trong cái vòng tương sinh mộc hỏa, mà có tương sinh, có cái hai cái thiên can mà nó có cộng hưởng với nhau, thì công việc nó sẽ không có vì gì khó khăn, thậm chí là có nhiều điều tốt lành, dễ sinh tài lộc nhưng không quá to lớn. Địa chi Tuất với lại Tỵ, xét về mặt nạp âm ngũ hành cũng là bình hòa với nhau. Tuy nhiên là xét về tử vi thì bình hòa nhau, nhưng mà xét về nạp âm ngũ hành á, Tuất thì thuộc thổ, Tỵ thuộc hỏa. Như vậy là đây là địa sinh, địa chi tương sinh, hỏa thổ, thì gia đạo sẽ là nhiều niềm vui vẻ tốt đẹp trong cái tháng này. Tình cảm cha con, thậm chí là con cái, có nhiều điều tốt đẹp ở trong này làm cho các anh các chị vui lòng. Như vậy đối với cái tháng Đinh Tỵ, tháng 4 âm lịch này, các anh các chị mà Mậu Tuất sinh năm 1958 thì cần cẩn thận bổ mạng mình là chính.
Tiếng sơn chi cẩu, tức là chó vào núi mà gặp gặp cái tháng mà khắc bổn mạng thì nên nhớ mình cẩn thận, và nên nhớ là tháng năm nay là năm hỏa vượng. À, mình là can mậu nó thuộc dương năm hỏa vượng, cho nên là các anh các chị thuộc mệnh mộc thì bản thân đã là không tốt, không có khỏe mạnh rồi, gặp tam tai năm nạn nữa, cho nên là bệnh rề rề rề, nhức đầu sổ mũi hay là bị cái này cái kia là rất là bình thường ha. Rồi tiếp theo là người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Em hay nói đây là tự quan chi cẩu, tức là chó giữ nhà chùa. Mệnh là hoa xiến kim, tức là vàng trang sức. Nam nữ thì đều là cung chấn hành mộc hết. Cho nên là bản thân là bản mệnh khắc nạp âm ngũ hành, phải có một lần rơi xuống đáy vực ha, mà thường nhất là 13, 14, 15 với 16. Năm nay là năm tam tai năm nặng, nó có nhiều điều không có tốt đẹp. Rồi xét về mạng, đối với cái tháng Đinh Tỵ, tháng 4 âm lịch này á, thì các anh các chị là mệnh kim. Như vậy thì các anh các chị được bổn mạng là thổ sinh kim. Bổn mạng tốt, bổn mạng được tương sinh. Các tinh quân ở trong bổn mạng, các cái tinh quân tốt ở trong bổn mạng mình á, sẽ được phát sáng, là phần nào chế hóa đi được những cái mà không tốt lành trong sao mệnh vận niên của các anh các chị. Vận niên của các anh các chị năm nay dù sao cũng là vận niên Long Ngộ Vân, nó là một vận niên ok. Tuy nhiên nam thì lại không được tốt lành cho lắm. Rồi những sao Thái Bạch, thì sao Thái Bạch mà, nhưng mà được một cái là sao Thái Bạch nó thuộc hành kim, các anh chị hành, các anh chị đều là hành kim hết, thì nó sẽ không có đến nỗi nào tác hại, mất mát tiền bạc to lớn, mà chỉ là mình khống chế được, làm được nhưng mà không giữ được tiền. Thiên can, đinh canh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Ngũ hành của thiên can á, thì lại tương khắc, tại vì đinh nó thuộc hành hỏa, canh nó thuộc hành kim, cho nên gọi là ngũ hành tương khắc. Tiềm ẩn khó khăn trong công việc, dễ gây tranh chấp, nhưng mà không lớn lắm đâu. Tại vì dù sao đi nữa thì phần tử vi nó cũng không có việc gì xảy ra ha. Địa chi tức tỵ là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung nhau. Về mặt nạp âm ngũ hành á, thì là tương sinh, từ vì sao tức thuộc thổ, tỵ thuộc hỏa, tốt cho gia đạo, cũng giống như những người mẫu tuất ở trên ha. Như vậy mà đối với những người mà canh tuất sinh năm 1970, tự quan chi cẩu, cả nam vẫn nữ á, thì đối với cái tháng tư này, cái tháng đinh tỵ là một cái tháng thổ, thì rõ ràng là có nhiều điều tốt đẹp, nữ sẽ tốt đẹp hơn nam nhiều, tại vì nam dù sao nữa tổng năm là vẫn là sao Thái Bạch, có nhiều điều bất trắc trong cuộc sống. Còn là thiên can thì có một tí khó khăn nhưng mà không quá lớn, vì do nạp âm ngũ hành của chữ đinh là hỏa, chữ canh là kim bị tương khắc. Còn lại về mặt tử vi thì nó không có khắc hay là hợp về nhau. Như vậy thì rõ ràng là với cái sự mà tương sinh về mạng thổ kim, thì có thể nói là các anh chị tuổi canh tuất không quá lo lắng trong cái tháng tư này, như là cái tháng 3 vừa rồi đầy những khó khăn. Chúc mừng các anh chị với những cái sự may mắn mà tử vi của tháng tư đem lại cho mình. Hy vọng là các anh chị sẽ vượt qua cái thời gian khó khăn. Rồi tiếp theo của người tuổi tuất chính là những người tuổi nhâm tuất. Các em này như đã nói ở đầu năm là những người xấu nhất trong 60 lục thập hoa giáp, trong lục thập hoa giáp của tử vi. Thì đây là nhâm tuất thì là mệnh thì đại hải thủy, gọi là cố gia chi khuyển, chó ở nhà. Nam thì cung ly hành hỏa, nữ thì cung càn hành kim. Cho nên là người nhâm tuất tuy là gái, trai nhâm gái quý, nhưng mà nếu mà trai nắm chữ nhâm tuất này đi nữa thì cũng không tốt lành lắm đâu, do là
bản thân của mình là âm ngũ hành hỏa nhưng mà mệnh là mệnh thủy, à cho nên là rất là dễ tương sinh tương xung, ra đời làm ăn nó cũng đáng lẽ mình chữ nhâm mình phải sướng, nhưng mà thực sự mình không sướng, nó vẫn thiếu đi cái sự may mắn. À thì như đã nói ở trong những cái video về tử vi của cả năm rồi, thì nam thì năm nay là hầu, nữ thì kế đô, à xấu mọi điều ở trong cái năm này đầy bất chắc. Thì xét thêm cái tháng này nó có đỡ hơn cái tháng 3 không? Cái tháng 3 là hiểu không, vừa là địa chi lục xung ha, mệnh thì bị tương khắc, à rồi là hả nhâm bính thì nó không có ngon lành gì, nhâm là thủy, bính là hỏa nữa, là đầy những khó khăn. Thì xem coi tháng 4 tháng đinh tị này nó có tốt đẹp hơn không. Thì trước hết là phải nói về mạng đi. Mạng thì tháng này cũng là một tháng thổ, à cho nên là tháng đinh tị này với lại tháng bính thìn thì cái sự an toàn và bổn mạng nó cũng không cao, tại vì thổ nó khắc thủy. Mà nên nhớ là năm nay là các em đã tổng năm là bị sinh sức, gặp mệnh thủy, gặp năm hỏa vượng nữa, thì nó thật sự là một nhiều điều không tốt đẹp. Cho nên là các em cũng tiếp tục cần cẩn thận cái sức khỏe và bổn mạng, đặc biệt là đề phòng tai nạn khi đi xa, à không nên di chuyển quá xa ở cái khu vực mình ở cho nó quen thuộc ha. Thiên can á, thì nhâm với đinh á, là không xung không hợp, à là trạng thái cân bằng tự chủ, à không có ngũ hành của thiên can thì lại là tương khắc, nhâm thì thuộc thủy, à đinh thì thuộc hỏa, cho nên là rất là dễ xảy ra tranh chấp. À có thể nói là cũng chưa có tín hiệu gì tích cực ở phần thiên can, ở phần công việc và cuộc sống, cho nên là cần cẩn thận. Tuy nhiên là địa chi tuất chi tỵ thì như đã nói ở cái canh tuất rồi thì không có hình hại gì cả, nhưng mà lại được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, tự vì là tuất thuộc thổ, tỵ thuộc hỏa, cho nên là có thể nói là gia đạo cũng không có chuyện gì quá to lớn, quá tranh chấp, quá khó khăn ở trong cả cái cuộc sống gia đình tình cảm như là cái tháng bính thìn. À dù gì đi nữa thì nó cũng đỡ đần hơn là cái tháng vừa rồi, đúng không? Rồi về mặt địa chi về mặt thiên can á thì coi thử coi, à rồi về mặt thiên can thì rõ ràng đó là chỉ bị tương xung về âm ngũ hành, cho nên là hao tốn cũng không tiềm ẩn thôi, chứ nó không có phải gây ra khó khăn đặc biệt như là cái tháng nhâm khắc bính ha, của tháng bính thìn. Cho nên là tháng này gọi là nhích hơn tháng trước một tí thôi, chứ không có tốt lành gì lắm cho những người nhâm tuất. Thì anh đã nói rồi ha, nhâm tuất sẽ bị kẹp vào 6 tháng, 4 tháng là từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Kết thúc cái 4 tháng này thì nhâm tuất mới gọi là vượt qua cái giai đoạn gọi là khấp khiểu nhất của cái năm này. À, hy vọng rằng là với cái phần mà địa chi nhẹ nhàng hơn, không còn lục xung như là thìn tuất, thì sẽ giúp các em gia đạo nó ổn định, tình cảm nó bớt đau đầu ha, mà tập trung lo cho cái việc thiên can. Thiên can là tức là công việc và cuộc sống thì nó vẫn đỡ hơn là cái tháng 3 vừa rồi rất nhiều, cho nên là có thể nói là chúc mừng em đã vượt qua được một cái nấc thang khá khó khăn. Cuối cùng ở đây kế tiếp là cái tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, người gọi là thân chi cẩu, thủ thân chi cẩu, tức là chó mà giữ mình. Mệnh là sơn đầu hỏa, lửa trên núi, nam thì cung càn hành kim và nữ thì cung ly hành hỏa. À nam của tuổi này năm nay dính sao kế đô, à một cái ngôi sao mà rối rắm nạn tai ha. Người ta nói kế đô không xô cũng ngã, nhưng mà kế đô thì thuộc hành kim mà các em thì thuộc hành hỏa, cho nên là các em đốt được kế đô cho nên nó không quá xấu đâu, yên tâm đi ha. Rồi thì với cái tháng đinh tỵ này thì bổn mạng của các em nó như sau, là mạng là hỏa,
gặp tháng thổ tức là bản mệnh sinh xuất, sức khỏe suy yếu cần cẩn thận trọng. Tuy nhiên đó là sức khỏe suy yếu ở đây các em cũng không quá cẩn trọng đâu, cũng không quá gây nguy hiểm cho các em. Bởi vì sao? Bởi vì là các em năm nay là mệnh hỏa, năm nay năm hỏa vượng, gặp là hỏa vượng nhưng mà can mộc nó thuộc dương, là năm là bình địa mộc, cho nên là bản bản thân là cả năm mình được mệnh tương sinh, cho nên gặp gặp tháng sinh xuất bản mệnh một tí xíu này thì cũng không quá gì là khó khăn. Tuy nhiên các em cũng còn trẻ nữa, cho nên là sức khỏe cũng khá là ok, nhưng mà cần cẩn thận cái vấn đề mà tai nạn ha. Rồi thiên can giáp đinh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên về mặt ngũ hành đó, thì chữ giáp là thuộc hành mộc và đinh thuộc hành hỏa, cho nên gọi là ngũ hành, có thể gọi là ngũ hành nằm trong vòng tương sinh mộc hỏa, tốt cho công việc, có thể sinh tài lộc ok, nhưng mà nó không quá lớn lao. Nếu như mà thí dụ giống như là hỏa thổ thì tài lộc nó sẽ nhiều, nhưng mà cái này thì mộc hỏa thì nó cũng trong vòng tương sinh, công việc nó dù gì đi nữa thì nó hít nhau mà nó cộng được với nhau, đỡ hơn là những cái mà bị tương khắc rõ ràng ha. Còn địa chi thì cũng giống như các tuổi Tuất khác, thì Tuất Tỵ thì tự chủ bình hòa không gì cả ha. Địa chi của nạp âm ngũ hành của địa chi là tương sinh hỏa thổ, thì nó sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho gia đạo ha, nhận được tin vui vẻ. Ví dụ như các em nào mà chưa còn độc thân thì có thể nói rằng đây là năm, đây là tháng có thể phát sinh tình cảm ok. Tuy nhiên là nên nhớ rằng ha, giữa nam và nữ thì nam của tuổi này nó sẽ không tốt lành hơn, vì lý do là dính sao kế đô. Người ta nói đó, như anh đã nói là kế đô mà đối với nam thì bệnh nạn nó hay tìm mình lắm, sức khỏe nó không được tốt, cho nên là cần cẩn thận. Cuối cùng là những người sinh năm 1946 và 2006, Bính Tuất, gọi là tự niên chi cẩu, chó đang ngủ, mệnh ốc thượng thổ. Cái này thì do là một là các bác đã lớn tuổi, hai là các em còn nhỏ tuổi đang học hành, cho nên là mình không có đào sâu lắm, mình chỉ nói sơ qua thôi ha. Gặp cái tháng này, tháng Đinh Tỵ, đối với những người mà Bính Tuất này thì mạng là thổ đồng hành, cho nên là sức khỏe ổn, bổn mệnh tương đối ok. Thiên can là Bính Đinh, thì không xung không hợp, nhưng mà Bính Đinh thì đều là cùng hành hỏa, cho nên là nạp âm ngũ hành của Bính Đinh là đồng hành, cho nên là tốt. Tuất Tỵ thì tự chủ bình hòa không hình hại, cũng như tất cả các tuổi Tuất khác, về mặt địa chi, về mặt gia đạo thì không có việc gì xảy ra. Như vậy đối với người mà Bính Tuất sinh 2006 hoặc là sinh năm 1946, các bác lớn tuổi thì tháng Đinh Tỵ là một tháng ok, không có việc gì cả mà phải lo lắng. Về cả cuộc sống cũng như là gia đạo thì ổn thỏa, bổn mạng thì được đồng hành thổ, cho nên có thể nói là tốt đẹp. Như vậy là những cái thông tin về tử vi tháng Đinh Tỵ, tháng 4 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 đã được mình tổng hợp chia sẻ với mọi người. Nếu mọi người xem video thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người khác cùng tuổi Tuất biết mà ứng dụng vào cuộc sống của mình. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ tử vi của những cái tuổi khác, có thể là tuổi của người thân bạn bè của mọi người. Ai muốn gặp mình ở livestream trực tiếp thì xin bấm đăng ký ở bên hông, ngay cái logo đây có cái hình của mình, để mà gặp mình livestream trực tiếp để trả lời mọi người ở trên kênh Anh Ba Tử Vi USA. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hân hạnh hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.